Rồi, anh Phi chào các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành tất cả các công việc buổi sáng tại Abon thì anh Phi vừa mới làm một cái đơn hỏa tốc đi quận nhất thành phố Hồ Chí Minh giao cho đơn Shopee, một con Yukondo kim cong linh thú và một bộ Nado 634402. Nhưng mà quả tốc của Shopee á, thông thường thì nó sẽ giao hàng khoảng tầm từ 1 cho tới 4 tiếng đồng hồ nha các bạn. 1 cho tới 4 tiếng nha, các bạn nên nghe và rõ một chút xíu, 1 cho tới 4 tiếng. Còn những cái đơn hỏa tốc mà anh Phi nhận thì thường anh Phi sẽ chủ động được. Hỏa tốc của Shopee thì họ ráng vào cái dịch vụ là 4 tiếng thôi. Họ chưa có nhanh hơn, nhưng riêng với các cái đơn hỏa tốc tại Abo 349 Tôn Đản để giao đi các quận nội thành ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể giao nhanh trong vòng là từ khi anh Phi xác nhận đơn, là test xong đơn hàng cho tới khi gửi hàng đi tới tay khách hàng là 60 phút nè. 60 phút cộng 10 phút đi để anh Phi test hàng là 70 phút nè. 120 phút cộng 10 phút test hàng là 130 phút nè. 240 phút cộng 10 phút test hàng là 250 phút nè. Tùy cái đơn hàng nó nhiều hay ít mà cái thời lượng test hàng nó sẽ nhiều hay ít nha các bạn nhé. Cái xe này thì thực sự ra mà nói về cơ bản thì cũng không cần phải test đâu, nhưng mà cái anh Phi vẫn muốn test. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái sản phẩm nó bị lỗi lúc nào chúng ta không có hay đâu các bạn nhé. Cái đơn hàng này thì anh Phi giao cho một bạn, thì hiện giờ thì bạn chưa về tới thành phố Hồ Chí Minh, cho nên hai anh em cũng có xác nhận với nhau là dịch vụ giao hàng nhanh, hỏa tốc trong vòng 60 phút, nhưng có chọn giờ. Bạn là bạn chọn cái gói 240 phút, bạn nói là khoảng 1 giờ bạn mới về tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ ngay lúc này anh Phi đặt thì 240 phút là một cái đơn hàng ghép đơn các bạn. 240 phút là 4 tiếng cũng là ghép đơn. Chỉ có đơn 1 tiếng là đi đơn một đơn thôi, đi một đơn duy nhất thôi. Cho nên chúng ta chọn cái đơn 1 tiếng là hợp lý nhất. Nhưng ngay thời điểm này nếu anh Phi đặt vào lúc 11 giờ chẳng hạn, giả dụ vậy, thì họ sẽ giao từ 11 tới 12 giờ. Có khả năng là 11 giờ 30 họ đã tới nơi rồi mà các bạn chưa về tới nhà, không có ai nhận hàng là cái như đơn hàng đó phải trả về cho shop và nó hủy đơn. Cho nên đó là anh Phi có gọi điện cho Huy để nói chuyện với Huy và cũng để trình bày với Huy rõ là cái cách giao hàng là anh Phi luôn dùng chữ công vòng nha các bạn. Không bao giờ một cái anh shipper nào mà anh dám hẹn các bạn chính xác vào lúc mấy giờ để giao hết á. Nếu anh gọi cho các bạn hẹn chính xác thì anh shipper có khả năng anh hẹn chính xác. Còn với shop thì luôn luôn là từ đâu cho tới đâu nha các bạn nhé. Từ đâu cho tới đâu. Chẳng hạn như là hàng bưu phẩm là từ 2 cho tới 5 ngày. Có một vài số bạn thì thắc mắc tại sao em ở Biên Hòa gần đây mà giao vậy. Thì đó, anh Phi hẹn từ 2 cho tới 5 ngày mà. Có những cái địa chỉ gần thì họ giao trong vòng 2 ngày, mà những cái địa chỉ xa thì trong vòng 5 ngày, 2 tới 5 ngày. Nhưng có những địa chỉ gần mà họ giao trong vòng 2 tới 5 ngày cũng có luôn nha. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái việc giao hàng đôi khi nó có những cái khó khăn riêng của nó nha các bạn. Nó có những cái khó khăn riêng của nó. Rồi, thôi về việc giao hàng thì anh Phi cũng nói ở đó và anh Phi cũng dừng lại. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đi sâu hơn về cái chiếc xe điều khiển từ xa, cứu hỏa điều khiển từ xa, biến hình thành robot và có khả năng phun nước từ cái nút này nha. Nó giống như là cái súng nước của chúng ta vậy đó ha. Phun nước bơm ở đây nó sẽ tạo một áp lực để nó bơm cái nước này ra. Và ở đây các bạn sẽ chỉnh cái góc này sao cho hợp lý để nó bắn ra. Và khi chơi cái này thì các bạn nên có một cái khăn ở gần mình để lau khi cần thiết nhé. Rồi bây giờ thì ở đây anh Phi sẽ có một cái tay điều khiển. Cái tay điều khiển này nó sẽ có nút, hai nút ha, đều đẩy tới hết và đều kéo lui hết. Vậy thì khi các bạn thấy cái tay điều khiển này thì các bạn sẽ phải định hình ngay nó là hai cầu hai bên ha. Đẩy một bên này thì nó sẽ chạy một bên, đẩy một bên nó chạy một bên là để dùng quẹo ha, quẹo đầu qua lại. Còn nếu đẩy hai bên cùng tới cùng một lúc là nó chạy tới, kéo hai bên cùng một lúc lui là chạy lui. Đó là hai cầu hai bên nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ lắp pin vào tay điều khiển. Pin vào tay điều khiển thì cũng dễ thôi các bạn. Đây, mở con ốc ở chỗ này ra. Có những bạn thì thích con ốc chỗ này, có những bạn thì lại không thích con ốc chỗ này. Cho nên thú thật với các bạn á thì thôi, bạn có cái nào có ốc thì anh Phi bắt ốc, mà cái nào lỡ quên á thì các bạn cũng không sao đâu, nó có cái nút gài chỗ này, mà nếu gãy nút gài chỗ này thì chúng ta bắt ốc thôi, không có vấn đề gì hết nha. Cái đó là anh Phi chỉ và chia sẻ cho các bạn cái cách để mà mất luôn cái nắp này cũng được. Các bạn kiếm cái miếng giấy á, các bạn làm cho nó vừa cái này, các bạn ép vô là xong. Đó là ý anh Phi nói là nó mất là do trong cái quá trình chơi chúng ta bị mất đó nha. Chứ ở đây nếu mà không có cái nắp pin này thì anh Phi cũng không giao hàng cho các bạn đâu, anh Phi sẽ đổi cái tay khác. Rồi xong, sau khi lắp pin vào các bạn thử cái nút chức năng, nếu cái đèn ở đây sáng thì pin của chúng ta đúng ha. Nút này là để biến hình nè các bạn. Cái này nó biến hình từ tay điều khiển, chứng tỏ rằng công này nó không cái bộ cơ để nó kéo cái đầu này lên. Cho nên các bạn sẽ không dùng tay để các bạn thao tác biến hình nha, mà các bạn sẽ biến hình bằng tay điều khiển giúp anh Phi. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu chơi. Cái chiếc xe này nó có cái điều lạ, các bạn nhìn xuống đây các bạn sẽ không thấy cái hộp pin, bởi vì cái viên pin nó thiết kế vô trong này luôn rồi, rất là đẹp các bạn thấy không? Và cái điều này là cái điều cũng cần chỉ đây. Nếu mà chúng ta mà không xem qua cái đoạn clip hướng dẫn của chị Thư đã làm up trên kênh anh Hồ Ngọc Anh Thư hoặc là tên Thomas Bỏ thì các bạn sẽ không biết viên pin nó nằm đây đâu ha. Bấm ở đây nè các bạn, kéo nó ra ha. Đơn giản chưa? Rồi, chúng ta sạc bằng cách nào? Ở đây nó sẽ có một cái ổ ghim ha, không? Giống như cái điện thoại vậy các bạn nhé. Nhưng mà cái ổ ghim này thì của những cái dòng điện thoại ngày xưa kìa, nó mới có ổ ghim này. Bây giờ đa phần là nó sử dụng cái ổ tai si hết rồi ha, tai si á các bạn.
size C, size và loại loại C á. Cái đọc size C, size C thì tưởng đâu nó trên trời, nhưng mà thực sự nó là loại C thôi, cấp cái ổ loại C thôi ha. À, và chuẩn bị iPhone cũng phải chuyển qua cái đó rồi. Anh Phi nghe nói vậy, tại vì châu Âu nó buộc các cái dòng điện thoại phải cùng cái loại cáp biên chuyên các bạn, để nó tiết kiệm cái dây. Chẳng hạn như tất cả các hãng điện thoại cùng một cái đầu sạc thì chỉ cần sản xuất một loại dây thôi là được nha. Ở đây sẽ iPhone thì Lightning, rồi Samsung thì Type C, rồi nó có các cái kiểu dây khác, rồi mỗi người xài một máy. Thì gia đình ba người đi, anh Phi, chị Thư với bạn Nam đi, thì xài hai loại Samsung với iPhone thì lại phải đem theo hai loại sạc, cực lắm các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách sạc. Cắm vào đây, cắm vào cái cục sạc Android này nhé, Android, cục sạc Android nha các bạn nhé. Mở đây, phụ cái của nó sẽ là Samsung nha. Đây, các bạn cắm vào như thế này và các bạn cắm vào ổ điện. Khi cắm vào ổ điện thì các bạn cẩn thận nha các bạn nhé, luôn luôn cẩn thận với điện giúp anh Phi. Và đèn ở đây nó sẽ sáng lên, các bạn thấy không, là nó đang sạc đó các bạn nhé. Và anh Phi cũng báo với các bạn luôn, pin ở đây là pin Lion. Có rất là nhiều bạn chưa nắm qua điều này, pin Lion Berlin và pin Niken. Pin Niken đặc thù của nó là 3.6, 2.4, 3.6, 4.8, mỗi một lần lên là nó sẽ cộng 1.2. Nó là những cái pin nhỏ như thế này, nó kết lại thành một tép hoặc rời cũng được, thì nó sẽ là 1.2. Cái hiệu điện thế của nó là 1.2, thì nó sẽ phải xài cho hết rồi mới sạc. Còn pin Lion á, là cái hiệu điện thế ban đầu của một cell của nó, thông thường của nó đánh là 3.7 nha các bạn nhé, 3.7. Đây anh Phi có một viên 3.7. Viên 3.7 này là viên của khách gửi, anh Phi thử kích pin lên, bởi vì khách để cho kiệt pin là hết pin trong một khoảng thời gian dài không sạc, nó hết rồi. Bây giờ phải kích lên mà kích không được các bạn, kích không được thì đem đi quăng viên pin và mua viên mới thôi, chỉ có cách đó. Cho nên khi các bạn chơi những cái xe điều khiển từ xa hay là máy bay điều khiển từ xa mà đắt tiền á, thì bên bán hàng họ sẽ lưu ý bạn cái đó, tại vì viên pin nó tới cả triệu bạc, là từ 700-800 ngàn cho tới cả triệu ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ thử cái tính năng chạy tới chạy lui ha. Sau khi lắp viên pin trở lại cái hộp của nó thì chúng ta on lên. Nó có hai dạng on nha, một dạng on là không âm thanh ha, tới lùi một bên nè, bên này là bên trái nè, này là bên phải nè, rồi biến hình đó, thấy không, biến hình rồi, rồi hạ xuống cũng nút này luôn nha các bạn nhé, biến hình lên đó, thấy không, biến hình xuống rồi, ok chưa đó. Rồi chạy tới một bên thì nó sẽ quẹo các bạn thấy không, chạy tới một bên thì nó sẽ quẹo chạy tới hai bên nó mới chạy tới tới lùi ha, ok ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ thử tính năng bơm nước của nó nữa là xong, và anh Phi sẽ nhờ chị Thư cho anh Phi một cái bình nước. Ở đây nó có cho cái bình nè các bạn ha, và để cái bình này nó đẹp đẹp á, thì thường anh Phi hay cắt ở đây một chút xíu đó. Khi chơi á, nhiều khi nó thừa ra, anh Phi nhiều khi ngứa mắt, anh Phi chịu không nổi, anh Phi hay cắt lắm nha, nhưng mà không sao đâu các bạn. Đây nè, đó cả vậy. Chúng ta tại sao chúng ta phải lấy bình, bởi vì khi các bạn thò nguyên chiếc xe này vô nước, các bạn múc là nó sẽ hư cái bo, và các bạn chế nước dày thì nó sẽ chảy ra, cho nên thường nó sẽ có cái bình. Và nếu một cái khoảng thời gian nào đó mà các bạn chơi mà các bạn bị mất cái bình này nè, thì các bạn có thể xin ba mẹ một cái bình nước nhỏ mắt á, để các bạn lấy nước cũng được, không sao. Hoặc là các bạn làm lại làm sao để cho cái tia nước nó nhỏ, nó dễ cho vô đây. Nếu các bạn càng khéo tay thì các bạn sẽ dễ thôi. Còn anh Phi thì không có khéo tay, cho nên anh Phi xài cái bình này ha. Cái bình này cũng không có bán rời đâu nha các bạn nhé. Rồi anh Phi cho nước vô nhiều để dễ bắn, nhưng mà hồi khi anh Phi đóng hàng gửi cho khách thì anh Phi sẽ đổ ra hết nha. Rồi anh Phi sẽ bắn ra nha. Rồi bắn ra thì anh Phi sẽ lấy tay anh Phi chận lại đi nha, nó sẽ ướt nước ngoài này nè. Ha, quay qua đây đi ha, quay ra ngoài đi nha. Ha, quay ra ngoài, quay được ha. Đó nè, nè ướt nè, ướt tan pin nè các bạn thấy không, cái tia nước nó sẽ bắn từ đây ra nè đó, đó các bạn thấy không, để ý kỹ sẽ thấy ha. Chiu 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 chiu, mình bắn ướt ngoài đường luôn rồi các bạn ha. Rồi bắn chút xíu thì nó sẽ hết nước nha các bạn nhé, đơn giản vậy thôi. Rồi sau khi hết nước thì chúng ta chế nước thêm để chúng ta chơi, hoặc là chúng ta nghỉ ha, chỉ điều khiển thôi, chơi luôn đó ha. Rồi tiếp tục nha, chúng ta có thể mô phỏng những cái vụ cháy nhỏ bằng suy nghĩ nha. Chúng ta suy nghĩ thôi, các bạn đừng có đốt lửa thiệt nha, đốt lửa thiệt nguy hiểm lắm nha. Hoặc là cái nếu các bạn đang ở chung cư mà các bạn đi đốt lửa thiệt là nó báo cháy, là bên chung cư họ bật cái hệ thống báo cháy tự động đó, là rất là nguy hiểm và rất là phiền các cái căn nhà chung cư khác nha các bạn nha, rất là phiền nha. Cho nên theo anh Phi thấy, anh Phi đang trút nước ra các bạn, anh Phi đang trút nước ra nè, đây là nước anh Phi trút ra ướt như thế nè, trút ra để làm chi, để khi mà đi giao hàng á nó không có bị ướt cái xe. Khi bán hàng cũng vậy đó các bạn, khi thử cho khách thì cho nước ở trong này, nhưng mà khi mà đóng gói lại thì nên đổ ra. Nhưng mà nếu khách hàng của chúng ta họ yêu cầu là thôi đừng đổ ra thì chúng ta sẽ không đổ ra nha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái cục này lại, cũng dễ dàng thôi, mở như thế nào thì đóng lại như thế đó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Đơn hàng này sẽ giao hỏa tốc trong vòng 1 tiếng đồng hồ và 60 phút đi phường 17 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh, với dịch vụ hẹn giờ là tới 1 giờ mới đặt dịch vụ nha. Nó có nhiều cái khái niệm mà anh Phi nghĩ là các bạn nên tham khảo qua, tiếp xúc qua để các bạn dễ hiểu. Còn đây nó còn một nút on nữa là bật lên, nó sẽ có âm thanh, thấy không? Bởi vậy nhiều khi thử qua rồi mới biết các bạn. Có nhiều khách hàng đã hỏi anh Huy về, chiếc xe cứu hỏa này có âm thanh cứu hỏa không? Có những cái câu hỏi mà mình rất là khó để trả lời khi mà mình chưa có tiếp xúc qua chiếc xe. Mặc dù là anh Huy khả năng đọc vỏ hộp của anh Huy với chị Thư cũng rất là tốt, nhưng mà cái là có những cái cũng phải thử qua mới biết được. Rồi xe cảnh sát có âm thanh không? Rồi có đèn không? Cho nên là khi
chúng ta thử qua rồi chúng ta mới biết. Và nhiều khi khách hàng hỏi á thì chúng ta cũng không tiện biết hết đâu. Anh Phi với chị Thư sẽ cố gắng test những cái đoạn test như thế này và gửi cho các bạn làm một cách hay nhất có thể để các bạn có thể là hình dung. Nhưng mà có một số bạn thì do là nhiều khi á là bận rộn quá cho nên là bạn lại cũng không có xem clip luôn. Nhiều khi gửi thì gửi à, bạn ok mua hàng về chơi thôi. Các bạn dễ thì không nói, nhưng mà có một số các bạn rất là khó. Khó ở đây không phải là khó tính nha các bạn. Khó ở đây là các bạn cần một cái thông tin rất là rõ ràng của hàng hóa, các bạn mới ra quyết định để mua. Từ cái kích thước rồi cho tới chức năng. Bởi vì sao các bạn biết không? Tại vì nhiều khi mua quà tặng người ta nói cách của cho không mà cái cách cho, cho nên đó là cái người mua quà tặng đó, họ rất là chăm chút cái món quà của mình. À, anh Phi cũng thắc mắc nãy giờ cái chiếc xe này nó dài bao nhiêu. Đó, đây các bạn, anh Phi đưa thước vô đo là nó khoảng 25 cm nha. Các bạn hỏi chiếc xe dài thôi, đừng hỏi rộng các bạn. Nó sẽ có một cái tỷ lệ của nó ha. Nó dài là 25 cm nha. Đấy, đơn giản chưa? Còn bây giờ thì chúng ta bỏ vào thôi, cho nó vào. Và sẽ anh Phi sẽ cho cái bịch phụ kiện vào. Đây, bịch phụ kiện nó sẽ bỏ vào đây nha. Phụ kiện nó bỏ vào đây. Phụ kiện thì chiếc xe này nó dễ thương lắm. Một cọng cáp nè. Các bạn có thể sạc từ cái cốc sạc Android hoặc là cục sạc dự phòng của điện thoại cũng được, một cái bình và một cây vít nữa. Một cây vít nữa ha, để mở ốc á. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ cho trở lại và anh Phi sẽ ghi chú là 1 giờ đặt đơn. Nhưng trước khi đặt đơn thì anh Phi cũng sẽ liên lạc với bạn Huy để xem coi bạn đã về thành phố Hồ Chí Minh chưa. Nếu bạn đã về thành phố Hồ Chí Minh rồi thì anh Phi sẽ tiến hành đặt đơn. Bởi vì shipper họ sẽ không có chờ nha các bạn nhé. Họ tới nơi mà họ giao không được là họ sẽ di chuyển thôi. Tại vì thú thật với các bạn là thời gian của shipper là thu nhập của họ đó ha. Họ chạy tốt, họ sắp xếp việc tốt thì họ sẽ thu nhập càng cao hơn. Rồi thôi, tới đây thì cũng đã xong rồi. Anh Phi sẽ cho vào cái túi để khi shipper tới thì chúng ta thu tiền, chúng ta giao hàng thôi. Và shipper sẽ thu tiền lại của cái người đặt nhé. Các bạn chuyển khoản trước thì anh Phi sẽ đặt cái gói ship là không thu tiền. Còn các bạn chưa chuyển khoản thì anh Phi sẽ đặt cái gói ship là COD là thu tiền, thu hộ ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé.